Thân chào quý vị và các bạn. Qua những video trước về tuyển dụng cộng tác viên bất động sản làm việc tại EIA Ability Việt Nam, thì Thành cũng nhận được một số câu hỏi từ quý anh chị tuổi trung niên. Là thường ấy, các anh chị có một câu hỏi là: tôi đang ở tuổi trung niên là tuổi 35, 40 trở lên, thì tôi có thích hợp để làm cộng tác viên môi giới bất động sản hay không? Bởi vì anh chị lo ngại rằng anh chị đang ở cái tuổi trung niên và anh chị hơi hơi lớn tuổi hơn so với những cái bạn trẻ, và anh chị lo lắng là anh chị sẽ trở nên chậm chạp trong việc học hỏi, tiếp thu những kiến thức mới, và anh chị cũng e ngại là một cái môi trường ở đây trẻ trung, năng động. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc thì Thành nhận thấy là phần lớn những anh chị mà bán được nhiều, những top seller, best seller, phần lớn là những anh chị tuổi trung niên trở lên, thường là khoảng độ tuổi là 30 hay 35, 40 trở lên. Tại sao lại như thế? Tại vì các anh chị tuổi trung niên thì thường là có nhiều mối quan hệ, và thêm nữa là các anh chị có một cái tính cách điềm đạm, điềm tĩnh, chậm chậm và biết lắng nghe khách hàng, chứ không có hấp tấp nôn nóng như các bạn trẻ. Bên cạnh đó là các anh chị còn có trải nghiệm cuộc sống rất là đa dạng và phong phú. Bởi vì sao? Vì phần lớn khách hàng của chúng ta, phần lớn những khách hàng mà đi mua bất động sản cũng là ở độ tuổi trung niên trở lên, thông thường là ở độ tuổi 40 hay 50 đối với những cái dòng bất động sản cao cấp. Còn đối với những dòng bất động sản đất nền, dòng vài trăm triệu hay là 1-2 tỷ, thì đôi khi cũng có những người mua là những người tầm khoảng 30 tuổi hay là 28, 29, 30. Từ sau khi tốt nghiệp là khoảng năm 22, 23 tuổi, và sau một thời gian đi làm đến năm 30 tuổi là dành dụm được một số tiền, cộng với ba mẹ cho thêm và đi vay ngân hàng nữa, thì có thể đi mua một cái đất nền đâu đó tầm xung quanh mức giá là 1 tỷ hay 1 tỷ rưỡi. Còn đối với những dòng bất động sản cao cấp á, mà những dòng bất động sản mà 5 tỷ, 10 tỷ á, thì phần lớn những người mua đều là ở độ tuổi trung niên cả. Cho nên với những môi giới mà ở độ tuổi trung niên, độ tuổi 38, 39, 40 trở lên, thì có những cái sự đồng cảm và sự trải nghiệm cuộc sống, vốn sống. Và với những anh chị này á, thường có cái điểm chung với khách hàng, đó là đều đã có gia đình rồi, có con cái, và hiểu được những sự lo toan, những sự bề bộn trong cuộc sống, những khó khăn, những sự khó khăn trong việc kiếm tiền hay là lo toan cho con cái đi học hay là trong mua sắm, chăm sóc gia đình. Thì do đó những anh chị môi giới như thế sẽ rất là dễ đồng cảm với khách hàng và hiểu được những cái nỗi lo âu của khách hàng, và do đó sẽ tư vấn đến khách hàng theo cái nhu cầu chính xác nhất để tìm kiếm một cái căn nhà đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, hay là tìm những bất động sản xứng đáng với giá trị đầu tư mà khách hàng mong muốn. Điểm thứ hai là về nhược điểm. Thì tất nhiên là các anh chị tuổi trung niên cũng có một số nhược điểm. Ví dụ như là anh chị sẽ chậm hơn, không còn nhanh nhẹn như thời tuổi hai mươi mấy nữa. Ví dụ như Thành hiện nay, mình cũng đã tiếp thu rất là chậm. Mình muốn học một cái gì mới á, là mình cũng sẽ hay mau quên lắm. Ví dụ như mình mới học hôm nay là, ví dụ ngày mai là khi mình quên gần hết rồi. Học 4-5 lần để nó mới vô đầu mình được. Cho nên mình sẽ cải tiến bằng cái việc mình sẽ đi nhiều. Có câu là trăm nghe không bằng một thấy. Cho nên bên cạnh cái việc nghe training nhiều thì mình cũng kết hợp với việc đi thực tế dự án rất là nhiều, để mình nhìn, mình ngắm, quan sát, và do đó mình sẽ nhớ lâu hơn và nhớ nhanh hơn. Hơn là cái việc chỉ ngồi một chỗ và đầu đọc tài liệu thì nó mau quên lắm, hay là ngồi nghe training đào tạo xong thì mình cũng quên. Thì cho nên phải kết hợp việc đi nghe training và đi thực tế dự án. Điểm thứ ba là về các kỹ năng và cách thức của bán hàng hay là việc tìm kiếm khách hàng. Thì đối với anh chị tuổi trung niên cũng sẽ khác với các bạn trẻ. Các bạn trẻ thường là có sức khỏe tốt, cho nên có thể là thức khuya dậy sớm liên tục trong nhiều ngày. Các bạn có thể là đi dầm mưa dãi nắng, đi phát tờ rơi, hay là đứng trực dự án trong nắng nôi. Đối với các anh chị tuổi trung niên thì thường sử dụng các mối quan hệ, kết thân bạn bè và hẹn gặp cà phê, tư vấn chi tiết. Đôi khi là đối với một số anh chị á, là đi nhậu á, mà ra deal, ra giao dịch được luôn. Rất là hay. Chứ họ là không có đăng trên Facebook, họ không có đăng tin trên Zalo, họ không có đăng tin trên các website, hay không làm những cái kênh online như Thành. Họ cũng không có làm video YouTube gì cả, mà họ chỉ hẹn hò cà phê, gặp mặt, trao đổi với bạn bè. Rất là chân thành và nhiệt tình, cởi mở. Và do đó họ đã chốt deal và bán được khá là nhiều. Thực tế theo Thành thấy á, thì những cái giao dịch mà vài chục tỷ, hoặc là những anh chị mà có số lượng giao dịch nhiều trong một năm á, phần lớn đều là những anh chị tuổi trung niên trở lên cả. Vì mấy anh chị bán bằng mối quan hệ, và thêm nữa là khách tin tưởng rồi khách giới thiệu khách, khách giới thiệu khách và ra khách mới, và lại tiếp tục chốt deal cứ như vậy. Bởi vì việc bán hàng bất động sản sẽ rất là khó luôn quý anh chị. Cho nên là mình phải kiên trì,
Một cái yếu tố quan trọng trong việc bán hàng bất động sản là phải kiên trì. Tại vì một khách hàng đi xem bất động sản á, không phải họ đi xem là họ sẽ mua ngay, đúng không anh chị? Họ sẽ đi, có thể họ đi xem rất là nhiều lần. Đơn cử như Thành đi, Thành là có một khách hàng là mình giới thiệu từ năm 2018 rồi. Thành cũng đã dẫn họ đi xem khá là nhiều dự án. Bên đây ra mình có dự án nào là mình Thành giới thiệu với họ, và mãi 3 năm rồi mình mới bán được cho họ, đúng không quý vị? Chứ không phải là có khách cái là bán được ngay. Cho nên là phải kiên trì và chăm sóc khách hàng cũng như là giữ mối quan hệ thân thiết. Cộng với việc là mình phải vững về kinh nghiệm và kiến thức. Điều quan trọng của cái ngành môi giới bất động sản là thái độ và nhiệt độ nhiệt tình, ham học hỏi, thường xuyên học hỏi và tích cực tham gia thảo luận, học hành cùng đồng nghiệp, tương tác cùng mọi người, cùng team, cùng đội nhóm, thường xuyên đi site tour, đi thực tế dự án, đi nghe training nhà mẫu, đi tham gia các buổi đào tạo để nắm dự án. Chứ nhiều anh chị mà mắc cỡ ấy, nghĩ mình lớn tuổi rồi cho nên là rất là e ngại đi nghe training, đi nghe đào tạo, bởi vì thấy phần lớn các bạn đi nghe đào tạo phần toàn là các bạn trẻ không. Thật ra không phải vậy đâu. Các anh chị phải nghe nhiều và đi thực tế nhiều thì mấy anh chị mới nắm và mới nhớ được. Thêm một điểm nữa thì tại thời điểm này nhà nước cũng ra yêu cầu là để mà làm môi giới bất động sản thì phải có chứng chỉ môi giới bất động sản. Thì bên mình đội nhóm EIA ở BDT Việt Nam tuyển cộng tác viên bất động sản thì cũng sẽ yêu cầu các bạn là phải nhanh chóng là lấy được bằng chứng chỉ môi giới bất động sản. Tức là nếu bạn chưa có thì bạn sẽ học ngay, còn nếu bạn có rồi thì bạn chỉ cần nộp bản sao có công chứng cho công ty là được. Ngoài ra bên team EIA ở BDT của mình cũng sẽ có nhiều cái buổi training đào tạo kỹ năng kiến thức căn bản cũng như là họp định hướng cho các bạn mới, họp định kỳ và khen thưởng cho các bạn có thành tích. Bọn mình cũng thường tổ chức đi site tour, đi chung, đi nhóm, đi thực tế dự án rất là nhiều và tăng cái sự tương tác giữa các thành viên, giao lưu giữa các thành viên để cho mọi người thân ái, kết nối thân ái với nhau. Đối với các anh chị cộng tác viên, khi mà các anh chị có khách hàng mà các anh chị chưa nắm quá sâu về dự án, ví dụ như một dự án có 10 điểm đi, các anh chị mới nắm khoảng 5 điểm thôi, thì đó là những điểm cơ bản để gửi đến khách hàng. Thì công ty EIA Việt Nam sẽ cung cấp đến các anh chị sự hỗ trợ rất là nhiệt tình. Trong đó, mỗi dự án sẽ có các đội hỗ trợ như là giám đốc dự án nè, thứ hai là admin phụ trách gửi hồ sơ, giấy tờ, file, brochure, leaflet, thông tin căn bản dành cho cộng tác viên. Thứ ba là có đội co team tập trung. Đội co team tức là một cái đội đánh tập trung cho cái dự án đó, họ nắm rất là rành và rất là chuyên sâu về dự án, kể cả những cái hạ tầng phát triển đô thị, quy hoạch xung quanh dự án hay là các dự án đối thủ, dự án lân cận là đội co team cũng biết luôn và nắm những cái kết nối giao thông rất là kỹ để nhằm tư vấn hỗ trợ cho các thành viên cộng tác viên. Thì khi các anh chị cộng tác viên mà có khách hàng á thì đội co team sẽ hỗ trợ các anh chị tư vấn. Các anh chị có thể dẫn khách đến công ty EIA hoặc là dẫn khách đến các mini event vào cuối tuần thứ bảy, chủ nhật thì đội co team cũng sẽ ra hỗ trợ tư vấn, giải đáp những cái câu hỏi khó của khách hàng giúp các anh chị. Các anh chị dần nắm các thông tin căn bản gửi đến khách hàng. Còn những câu hỏi khó các anh chị hãy mời khách hàng đến công ty và mời đến event thì đội co team sẽ hỗ trợ các anh chị. Điểm cuối cùng theo Thành thấy đó là để bán bất động sản hiệu quả thì các anh chị cần có sự tập trung, dành nhiều thời gian cho công việc bán bất động sản. Đôi khi một số anh chị nghĩ rằng việc bán bất động sản là một cái công việc tay trái, ban ngày thì các anh chị đi làm giờ hành chính công bên ngành khác từ thứ hai đến thứ sáu nguyên ban ngày rồi quý anh chị nghĩ là tới buổi tối và dành thứ bảy chủ nhật cho khách hàng. 99% những anh chị như thế là sẽ không bán nổi bất động sản, trừ khi là bán cho người quen, bán cho người nhà hay là những anh chị đó tự mua, chỉ như thế thôi. Chứ mà bán cho người lạ thì mấy anh chị phải chăm sóc rất là kỹ, phải theo sát. Tại vì một khách hàng bất động sản, họ đi xem bất động sản đâu phải là họ sẽ mua ngay đâu mấy anh chị. Họ cũng sẽ đi xem nhiều dự án, họ cũng sẽ gọi nhiều môi giới. Cho nên là môi giới nào chăm họ tốt hơn thì họ sẽ theo môi giới đó. Đó là vài điểm mà Thành gửi đến quý anh chị. Nếu anh chị mà có ý kiến đóng góp nào thêm thì hãy comment giúp Thành biết nhé. Hoặc là mình sẽ rất là welcome các anh chị hẹn gặp cà phê tại công ty EIA để Thành giới thiệu thêm chi tiết về công việc cộng tác viên tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video này. Và hãy subscribe kênh của Thành để theo dõi các video bất động sản kế tiếp nhé. Xin cảm ơn, hân chào và hẹn gặp lại.